Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với UEFA Nations League, trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh đã có được điều mình cần, đó là 3 điểm ở trận mở màn UEFA Nations League khi giành chiến thắng trên sân của Iceland. Tuy nhiên, thầy trò Southgate cũng phải nhận không ít chỉ trích ở chiến thắng có phần may mắn đó. Bàn thắng duy nhất được Sterling thực hiện trên chấm 11m và nếu như may mắn hơn thì Iceland đã có được 1 điểm, nếu không đã hỏng quả phạt đền ngay sau đó. Kết quả này cũng giúp cho đội tuyển Anh có được vị trí thứ 2 khi ở trận đấu cùng giờ của bảng 2 nhóm A. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Đan Mạch phải nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Bỉ, bất chấp việc những chú lính chỉ có thế trận áp đảo. UEFA Nations League 2020-2021 khởi tranh với 2 loạt trận và với cục diện hiện tại, cả chủ nhà Đan Mạch và Anh sẽ phải đều rất quyết tâm để giành chiến thắng. Đội tuyển Anh sẽ vắng đi Kyle Walker do nhận thẻ đỏ trận gặp Iceland và thay vào đó nhiều khả năng là Alexander-Arnold. Sterling là người ghi bàn duy nhất ở trận đấu đó và Anh cũng là người thi đấu rất xông xáo trên hàng công của Tam Sư khi Harry Kane có dấu hiệu mất phong độ. Trong khi đó, đội chủ nhà Đan Mạch có rất nhiều gương mặt quen thuộc đã và đang chơi tại giải ngoại hạng Anh như thủ thành Smeisen, Christensen, Delaney. Đặc biệt tuyến giữa của họ là nhạc trưởng Eriksen, người từng thi đấu rất hay trong màu áo của Tottenham. Thống kê đối đầu cho thấy hai đội là đối thủ khá cân bằng ở 7 lần đối đầu gần đây khi mỗi bên sở hữu 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Sau thất bại trước Cộng hòa Séc thì đội tuyển Anh đang có 4 chiến thắng liên tiếp. Còn sau chuỗi 3 trận thắng thì Đan Mạch đã phải nhận 1 trận hòa và 1 thất bại ở 5 trận đấu trên các mặt trận gần đây. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy tỷ lệ của trận đấu này đội tuyển Anh sẽ chấp Đan Mạch 1/2. Nếu nhìn vào màn trình diễn gần nhất của hai đội có thể thấy rằng đội tuyển Anh nhỉnh hơn một chút trong lối chơi kiểm soát. Tuy nhiên thách thức lớn với thầy trò Southgate là việc phải thi đấu trên sân khách, nên với kèo chấp khá sâu này thì chúng ta nên lựa chọn đội chủ nhà Đan Mạch. Và bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu, là 2/2. Dù thống kê đối đầu ở 5 trận gần đây giữa hai đội tuyển đã có tới 4 trận có tổng tỷ số trên 3 bàn, nhưng ở trận đấu gần đây Đan Mạch đang cho thấy những bế tắc trên hàng công. Cũng tương tự như vậy thì đội tuyển Anh khi các chân sút của Tam Sư có dấu hiệu quá tải sau mùa giải thi đấu kéo dài. Và dự đoán của chúng tôi ở trận đấu này đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Anh sẽ hòa nhau với tỷ số 1 đều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.